hyaluronic là thành phần chính trong glycosaminoglycan tại khoang mũi. Nó được tổng hợp bởi các tế bào màng hoạt dịch của niêm mạc. Sau khi được giải phóng, chúng được bao phủ lên trên bề mặt nhung bao nội bào mũi. Nhờ tính nhất mạnh chúng nó giúp tăng nhu động của nhung bao nội bào, giúp điều chỉnh quá trình giải phóng chất nhờn, cặn bẩn và điều chỉnh cơ chế phân tử. Cơ chế này giúp điều chỉnh chức năng của lớp niêm mạc đường hô hấp. Các phản ứng viêm của khoang mũi họng tạo ra những thay đổi định tính và định lượng của mật độ dịch nhầy và dẫn đến sự thay đổi tính lưu biến của chất lỏng, hoặc làm thay đổi nhịp điệu và tần số của nhung bao nội bào. Sự sụt giảm tần số rung của nhung bao nội bào dẫn đến sự kết dính và nhiễm khuẩn đối với các mầm bệnh tại đường hô hấp trên, do đó tạo ra viêm nhiễm lây lan. Dịch khí dung dịch acid hyaluronic phân tử lượng cao sẽ cân bằng lại nồng độ dịch nhầy tại khoang mũi nhằm khôi phục lại quá trình loại bỏ chất nhờn và cặn bẩn. Cũng bằng cách liên kết với các thụ thể đang bị chiếm giữ bởi vi khuẩn, giúp ngăn chặn sự phát triển của nhiễm trùng và thúc đẩy sự phân tách các mầm bệnh. Các thụ thể liên kết sẽ tự động thúc đẩy việc truyền các tín hiệu giữa các tế bào, có khả năng điều chỉnh sự biểu hiện của các gen chịu trách nhiệm về cân bằng, khôi phục lại chức năng đầy đủ của các vùng khác nhau trong khoang mũi, bao gồm truyền tín hiệu về tổn thương mô và huy động các tế bào miễn dịch, kích thích tần số rung của các nhung mao, thúc đẩy quá trình tạo mạch máu và điều biến sự tăng sinh, thay thế và tái tạo các tế bào bị tổn thương.